Facebook vừa cho biết trong đợt kiểm tra an ninh vào tháng 1 vừa qua, công ty đã phát hiện nhiều mật khẩu của người dùng, đặc biệt là người dùng phiên bản Facebook Live đã được lưu trữ dưới dạng đọc được bình thường trong các hệ thống lưu trữ dữ liệu nội bộ. Trong khi đó, các hệ thống truy cập của Facebook được thiết kế là để giữ kín mật khẩu bằng công nghệ mã hóa không ai đọc được. Facebook khẳng định lỗi này đã được khắc phục một trang web về an toàn an ninh mạng cho biết thêm, các mật khẩu này có thể được nhìn thấy bởi 22.000 nhân viên Facebook và Facebook hiện vẫn chưa mã hóa mật khẩu của 200 đến 600 triệu người dùng. Tuy nhiên, Facebook khẳng định với những bằng chứng cho đến thời điểm hiện tại, chưa có bất cứ ai trong nội bộ mạng xã hội này lạm dụng hoặc truy cập không đúng quy trình mật khẩu người dùng. Facebook cho biết sẽ sớm gửi thông báo cảnh báo tới những người bị ảnh hưởng trong vụ việc